Vâng, xin chào các bác. Cửa hàng Minh Audio Hà Đông, số điện thoại như trên tấm biển, địa chỉ chung cư Văn Phú Victoria. Lại quay giới thiệu cho các bác một mẫu âm ly phải nói là rất đẹp của dòng Yamaha. Âm ly cổ, chất âm thì khỏi phải bàn luôn. Riêng mẫu âm ly này chất âm nói các bác khỏi phải bàn luôn. Hay và đẹp, cái con này thì nó đều sở hữu được hết các cái mà nó có. Ý tôi muốn nói là ngoài vẻ đẹp thiết kế thì độ đẹp của nó còn lại vẫn còn khá tương đối. Đây tôi quay gần các bác cùng xem. Và cái giá là 5 triệu như ghi trên mặt máy. Âm ly này có đèn vu kim vẩy, cân loa và volume nằm cùng nhau. Đây là đường vào âm thanh. Đây là tiếng nhỏ, lao lớt này. Chế độ sitte. Cái này mình không dùng đến. Main direct không dùng đến. AB, A cộng B, bass chép. Nó có hai cấp độ. Để giữa thì không tác dụng bass chép, phải vặn đi. Đây núm vặn bass chép. Một con âm ly cực đẹp luôn. Về thiết kế cũng như là hình thức mà nó còn lại. Chất âm con này thì tôi không cần phải nói nhiều đâu các bạn, vì nó là một con âm ly rất hay. Trở kháng từ 8 ohm, à 4 ohm đây. Đánh hai đôi loa AB cộng B. Số series là 957, 135W, sản xuất tại Nhật Bản. Các đường vào âm thanh, đường ra âm thanh đầy đủ. Đường vào phono. Nước sơn mặt trên này các bác nhìn này. Nước sơn quá đẹp luôn. Cái nước sơn phải nói là rất là đẹp. Tôi sẽ mở to mà các bác cùng nghe tại sao tôi bảo nó hay. Sao trái có tiếng, qua phải có đi mãi theo màu nắng nào lớn này, bát chép để nắng để lòng tôi với quanh dòng âm ly này thì bát chép khỏi phải bàn, riêng về âm tép thì rất nhiều không ạ? Và tôi sẽ chuyển sang bài hát khác. Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng ngờ nắng gì nhau, hãy để tình ta bay cao. Chất âm phải nói là quá ấn tượng luôn. Tôi sẽ mở cái nắp ra các bác cùng xem. Âm ly này thì nó chơi có 4 con sò sắt. Thiết kế thì nó rất rõ ràng, vì dù gì nó là âm ly kiểu cổ. Nó giống như các cái loại Pioneer 7800, 7600 đó. Nó dạng cổ kiểu đó. Đây, nội thất bên trong rất rõ ràng. Hai tụ lọc to, nguồn đó. 4 sò sắt vào phía mặt trong. Tản nhiệt rất to nha, tản nhiệt cả cái mảng này. Hình chữ L này, màu đen. Bát đánh rất sâu và thật nha. Nó không đánh bùm bùm đâu các bạn, nhưng mà nó đánh tiếng rất sâu và êm. Cuộc tình vừa xa, xa hơn đâu xa rời. Nhưng một lần này thôi. Vâng, xin cảm ơn cửa hàng Minh Audio Hà Đông. Giá chuẩn 5 triệu đồng. Âm ly chạy điện 100, công suất 135W, 4 sò sắt. Các bác ở gần có thể đến tận nơi hoặc đặt cọc tiền vào tài khoản, tôi sẽ gửi hàng đi qua Viettel, nhà xe khách cước vận chuyển cái mùa chịu. Xin chào.